Vâng ạ, xin phép anh chị, chúng ta bắt đầu chương trình ạ. Thì trong chương trình chiều nay thì chúng ta cái phần là chẩn đoán teo phổi và lành vách liên thất thì Phó giáo sư Lê Minh Khôi và bác sĩ Đỗ Nguyên Tín thì có việc bận thì và cũng đến giờ rồi thì xin phép là chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì chắc là chúng ta sẽ trình bày bài siêu âm bào thai của bệnh nhân teo phổi lành vách liên thất do bác sĩ chuyên khoa Đỗ Thị Cẩm Giang. Mời bác sĩ Giang trình bày. Dạ, kính thưa các đại ca đại tỷ của làng tim bẩm sinh, thì em cũng không có thuộc dạng trẻ lắm, nhưng mà trong cái đội ngũ này thì em cũng thuộc dạng hơi trẻ trẻ. Dạ thì mấy anh già anh em mà. Dạ thôi mà mình đâu có 10 phút phát biểu ban đầu đâu, cho em làm cho mọi người bớt buồn ngủ một chút xíu. Dạ em là bác sĩ Nhan, khoa tim mạch bệnh viện Nhi đồng 1. Thì rất cảm ơn ban tổ chức đã cũng như liên chi hội đã tạo điều kiện cho em nói cái bài siêu âm tim thai của trên cái nhóm bệnh nhân này. Dạ thì theo những gì mà em biết thì đây là một tật tim dựng rất là hiếm, cũng không có nhiều lắm. Nó chiếm khoảng 3% của tất cả các trẻ sinh sống của tim bẩm sinh. Nhưng mà trong cái nhóm bệnh nhân tim thai á, thì là nó phát hiện nhiều hơn cái số lượng đó, hơn nhiều hơn cái 3% đó. Chủ yếu là tại sao? Tại vì là thai lưu, là chủ yếu là bệnh nhân chấm dứt thai kỳ. Thì thật ra có những bài báo trước những năm 1980 á, thì là khoảng đó đến tới năm 1900 khoảng 2 năm 2000 á, thì tỷ lệ chấm dứt thai kỳ và thai lưu đã gần như có những châu Âu á, là 50% lần. Nhưng mà hiện tại á, thì cái những bài báo mới hơn á, thì cái tỷ lệ này nó thấp hơn, nó tầm khoảng 10-20% là bệnh nhân chấm dứt thai kỳ và thai lưu trong bào thai. Thì đây là một cái mà cái classification là cái phân loại cái nhóm này á, nó em thấy là nó phù hợp nhất để mà tiến tới mình giải thích một cái về tiên lượng của cái siêu âm tim của cái nhóm trên cái nhóm bệnh nhân BAIBS này. Thì theo các tác giả này thì họ chia thành ba nhóm. Là thứ nhất là cái nhóm này là gần như là mình sẽ thấy tim nó như bình thường. Nó chỉ có một cái màng ngăn ở giữa thất phải với lại cái động mạch phổi thì làm cho máu nó không có lên cái động mạch phổi được. Cái nhóm thứ hai bệnh nhân này á thì là bắt đầu là cái thất phải nó teo, nó có diễn biến của cái thất phải bệnh nhân bị teo. Và cái nhóm thứ ba, cái tiếp ba của họ là bệnh nhân bắt đầu có những cái tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải. Thì họ chia làm trên cái ba nhóm này, thì họ chia làm trên cái bài nghiên cứu này họ chia làm ba nhóm. Thì tại sao mỗi những cái mà những cái BAIBS này á, nó khó. Em hay dạy siêu âm tim thai thì em hay nói với bạn là có bốn cái van tim. Trong bốn cái van tim đó, van nào là cái van mình phải đánh giá, cái không lỗ van nào là cái không lỗ van mình phải đánh giá thiệt kỹ để mình tiên lượng. Tại vì ba cái van còn lại, teo van hai lá, teo van ba lá và teo van động mạch chủ là chắc chắn trả lời luôn là bệnh nhân là tim một thất. Nhưng mà đối với cái nhóm bệnh nhân teo van động mạch phổi thì là nó phải trả lời là tụi em phải đánh giá là có thể thôi ha, và bệnh nhân vẫn có thể đi con đường bằng hai thất. Thì nó có hay đó, thì nếu mà bệnh nhân mà mình có thiểu sản thất phải nặng thì chắc chắn là bệnh nhân là sẽ đi theo con đường là tim một thất. Nhưng mà nếu bệnh nhân mà có thất phải tốt thì bệnh nhân sẽ đi theo con đường hai thất đó. Thì đây là cái khó của cái siêu âm tim thai, mình phải đánh giá để cho mình quyết định, để mình, tại vì mình là người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân, mình phải tham vấn rất là kỹ để bệnh nhân quyết định là nó còn lâu, còn cái quyết định tới tiên lượng của mình là đứa bé này bệnh nhân có giữ hay bệnh nhân sẽ chấm dứt thai kỳ hay bệnh nhân sẽ làm gì đó. Thì theo tất cả các guideline thì đây là những cái mặt cắt của siêu âm tim thai, thì nó cũng là áp dụng của siêu âm tim nhi như từ đầu, nó là mặt cắt bốn buồng, mặt cắt buồng thoát thất trái, mặt cắt buồng thoát thất phải. Thì mình trong cái bệnh lý này thì mình cũng áp dụng
hầu hết tất cả các mạch cắt bốn buồn của bệnh nhân, và chủ yếu là những cái mạch cắt ba mạch máu, mạch cắt vùng thất thứ phải. Tại đây là bệnh lý mà nó mất sự nối mạch máu từ cái thất phải qua cái động mạch phổi. Thì trên mặt cắt bốn buồng thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy một cái thất phải dày, kém vận động. Và cái mức độ thiểu sản của thất á, thì nó thay đổi. Nó có thể là từ một cái rất là thiểu sản, rất là, một cái kích thước thất gần như là bình thường. Rồi một cái thiểu, mà một cái thất thì nó thì rất là thiểu sản. Đó, mình có thể xem hai cái hình, đây là hai cái KFC. Nó không chạy. Rồi, xong đâu đó mình sẽ thấy cái vòng ban ba lá nó cũng thiểu sản. Và theo cái tuổi thai thì cái người ta đã nghiên cứu là theo cái tuổi thai thì cái thất này sẽ càng ngày càng nhỏ hơn, và cái vòng ban ba lá này sẽ là càng ngày còn nhỏ hơn. Cái đó là điều đó làm sao người ta thúc, người ta muốn thúc đẩy luôn cái chuyện mà anh phải đi can thiệp bào thai để anh giải quyết cái hiện tượng này, có thể ngăn ngừa được cái chuyện mà tiến triển của cái thất thiểu sản thất phải và thiểu sản cái vòng ban ba lá hay không. Và cái sức đổ đầy tâm trương của thất phải cũng thay đổi. Và cái mặt cắt thứ hai quan trọng đó, đó là cái mặt cắt mà ba mạch máu của Nhật Tăng, nói chung là mặt cắt mình để ra được cái động mạch phổi á. Thì cái ở trên đây mình sẽ thấy là một cái động mạch phổi rất là nhỏ. Ở dưới đây thì mình sẽ thấy một cái động mạch phổi gần như là bình thường. Thì nếu mà theo phân loại của cái tác giả hồi nãy thì mình sẽ thấy đây là gần như là tiếp 2 hoặc là tiếp 3 và đây là tiếp 1. Nó chỉ có một cái sự mất nối giữa cái thất phải bên dưới và cái động mạch phổi phía trên thôi. Mình thấy có những cái flow ngược của cái ống động mạch nó đẩy đi xuống cái động mạch phổi bên đây. Đó là những cái quan sát trên cái mặt cắt động mạch phổi phải. Em thì trong cái em review lại 13 case mà em làm năm ngoái của BBS á, cũng BS, thì em có trong tiên nhi đồng mọi em nhận thì em nhận 13 ca áp xi, còn giống như là 10 ca 3 ca hẹp phổi thì em có tổng cộng khoảng 26 ca. Thì rất tiếc là em không có cái hình ảnh nào của cái thằng mà tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải hết, nhưng mà đây cái là cái mà mình phải chú ý khi mình làm, mình phải giảm scale xuống để mình coi nó có tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải trên mặt cắt bốn buồng hay không. Đây là quyết định cái tiên lượng của bệnh nhân. Trong cái nhóm bệnh nhân này thì là người ta nói là những cái bất thường mà ngoài tim kèm theo á, thì mình phải rule out cái hội chứng đồng dạng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà sai tết bất thường. Và những cái bất thường ngoài tim khác có thể đi kèm theo những cơ quan khác. Nhưng mà hơn cho những cái bệnh nhân VIPS này á, thì cái bất thường về nhiễm sắc thể á, thì nó hiếm. Và theo báo cáo thì nó hiếm chứ nó không có nhiều giống như những cái bệnh lý thân chung hoặc là những cái bệnh lý khác. Trên cuốn sách của ông Norman Silverman năm 2019 thì người ta đưa ra những cái data để quyết định coi là bệnh nhân này sẽ đi theo hướng là ông tổng kết một số cái nghiên cứu, 7 cái nghiên cứu. 7 cái nghiên cứu ông đưa ra để quyết định coi bệnh nhân này sẽ đi theo hướng là chỉ định là nhiều khả năng là theo hướng tim một thất hay là nhiều khả năng là theo hướng tim một thất. Thì ông là lấy cái chỉ số là vòng G-score của vòng ban ba lá, rồi xong rồi chỉ số tuyệt đối của vòng ban ba lá, rồi xong những cái chỉ số mà chiều dài của thất phải chia cho thất trái. Thì những cái chỉ số này là được đưa ra trong tất cả các nghiên cứu là nhiều nhất. Mình thấy nghiên cứu nào cũng đưa ra hết về những cái chỉ số này. Thì vòng ban ba lá của nghiên cứu này nếu mà nhỏ hơn trừ 4 sau tuần thứ 23, đây là cái cột mà chỉ định là tim một thất, và tỷ lệ của vòng của thất phải chia thất trái là nhỏ hơn 0.5. Còn đối với những cái ông Roman này thì ông đưa ra tỷ lệ thất phải trên thất trái là nhỏ hơn 0.6, và tỷ lệ giữa cái kích thước của van của van hai lá với ba lá là nhỏ hơn 0.7, thì nó tầm tầm 0.6, 0.7 là mình sẽ thấy là thất phải bằng 0.6, 0.7 của thất trái, là mình thấy là nó sẽ thi theo hướng đầu hết là thi theo hướng tim một thất, và CC score của vòng van ba lá cũng là yếu tố quyết định. Thì ông Gardner này thì ông đưa ra cái hướng của cái bệnh nhân mà
BIVS mà sẽ làm tim hai thất thì C-score lớn hơn trừ 1 thì gần như chắc chắn rồi. Cái vòng ban động mạch phổi và vòng ban ba lá thì ông cho ra số là trừ 3.4. Số rất là lẻ và rất là khó nhớ. Em nói thiệt luôn á, em đọc hoài cũng nhiều lần mà em cũng không nhớ nổi. Thì em cũng nhớ tầm tầm khoảng trừ 3 chấm mấy. Và cái chỉ số này và cái tỷ số này thì em nhớ tầm tầm lúc nào nó cũng khoảng 0.6. Chứ còn rất là nhiều ông đưa ra nhiều con số nhưng mà mình thấy nó tầm tầm là khoảng cái tỷ lệ của hai vòng van này là 0.7 và cái này là 0.6 và tỷ lệ C-score của vòng van là nhỏ hơn trừ 3, từ trừ 3 tới trừ 4 để mình hướng cái giải thích của bệnh nhân. Thì đây là những nghiên cứu trước năm 2019. Thì em cũng đọc thử những nghiên cứu mà từ sau 2019 tới bây giờ là hiện tại là người ta đã đưa ra có thêm cái gì hay không. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu em thấy được. Thì họ cũng đưa ra là right ventricle, left ventricle length, cái chiều dài cũng là nhỏ hơn 0.6. Và có cái VCC này thì là gần như bệnh nhân của mình là sẽ đi theo hướng tim một thất. Mà mình có càng nhiều cái dấu chứng á, thì mình sẽ thấy 100% là nó sẽ theo hướng hay một thất. Và nếu mà bớt hơn á, thì mình sẽ đi xuống tiếp. Càng nhiều điểm cộng thì cái chiều vòng van ba lá càng nhỏ, tỷ lệ giữa hai thất càng nhỏ, bệnh nhân có VCC thì bệnh nhân này chắc chắn là sẽ đi theo hướng một thất. Thì cái đó là những cái mà người ta đã đưa ra. Càng nhiều điểm cộng trên một bệnh nhân thì nhiều khả năng là càng sẽ đi theo hướng một thất. Đây là một cái nghiên cứu khác nữa mà em có được từ năm của báo cáo năm 2020. Thì là cái bài cái phân loại mà em gửi đưa cho mọi người là cái ba nhóm là của cái bài báo này. Thì ông này là ông có là 51 bệnh nhân BIVS, có 20 bệnh nhân tiếp 1, là cái tiếp mà nãy mình chỉ thấy thất phải nó bình thường hoàn toàn, nó chỉ có một cái màn ngăn thôi, và 17 là tiếp 2 và 14 là tiếp 3. Thì ông có là 28 bệnh nhân mà mổ phẫu thuật sao xanh thì 46 bệnh nhân, 46% là cũng là nửa nửa đó, 50-50 là theo một thất và nửa nửa là theo hai thất. Thì ông cũng cut off, thì ông cũng thấy là G-score lớn hơn trừ 3.2, tỷ lệ giữa hai vòng van là 0.71 và cái này 0.6. Thì cũng từ từ 0.6, 0.7 và G-score là cũng lớn hơn trừ 3 chấm mấy. Thì trong cái độ sensitive á, thì ông cho là cái vòng van ba lá là cái sensitive của ông là 100%. Thì mình thấy là trong cái phân nhóm của ổng thì tiếp 1 nè, ổng phân là tiếp 1 là 20k, tiếp 2 là ở dưới này và tiếp 3, và đây là cái outcome. Thì thấy toàn bộ phân nhóm của mình cái tiếp 1 á là mình thấy sao, nếu mà bệnh nhân không chấm dứt thai kỳ thì tất cả đều là biventricle, là tim hai thất. Mình thấy bệnh nhân ở nhóm tiếp 2 thì sao, nếu bệnh nhân không có termination thì nửa nửa. Và tiếp 3 thì là tiếp 3 là có tuần hoàn bệnh vô thuật thất phải. Thì là hầu hết là 100% của bệnh nhân tiếp 3 là univentricle, là tim một thất. Là sao ạ? Mấy tuần á? Thời điểm đánh giá. Là ý anh nói là khoảng 23 tuần. Thì họ lấy giá trung bình là 23 tuần. Thì đây là em show khoảng 5K trong vòng 2 tháng thì em có khoảng 5K. 2-3 tháng em có 5K. Thì đây là những case mà em gặp. Cái case đầu tiên thì là cái động mạch phổi của nó rất là nhỏ. Hai nhánh rất siêu nhỏ luôn. Đây là 4 buồng. Ở van ba lá rất là nặng. Case này là 21 tuần 4 ngày. Thì em tính ra được vòng van ba lá là 3.9 là trừ 3. Rồi tỷ lệ giữa cái thất vòng van ba lá chia cho vòng van hai lá là 0.45. Và tỷ lệ giữa thất phải chia cho thất trái là 0.57. Thì đây là một cái ca tiên lượng xấu. Và tim chủ yếu là sẽ đi theo hướng là tim một thất. Thì case này em gọi rồi thì bệnh nhân của em làm là hồi tháng 7.
7 thì bây giờ em gọi lại thở bệnh nhân còn thôi không thì rất là buồn, thì bệnh nhân đã nói là thai lưu. Ừ, sau đó khoảng là 4 tuần. Lúc là thai lưu lúc tuần khoảng 25. Case thứ hai là em cũng phát hiện thì được bệnh viện từ vũ chuyển qua lúc thai khoảng 20 tuần. À. Mình thấy cái thất phải của bệnh nhân rất là nhỏ. Và đây cũng là một case mà tiên lượng xấu thì nhiều khả năng sẽ đi theo hướng một thất, nhiều hướng hướng hai thất. Thì vòng van ba lá cũng là trừ 3.9, tỷ lệ giữa hai vòng van là 0.45 và tỷ lệ giữa hai cái thất là 0.67. À, thay này sẽ em gọi thì người nhà quyết định chấm dứt thai kỳ. Case thứ ba là một thai 38 tuần mới phát hiện. Thì case này là một cái case nhưng rất là hay, là tại vì rất là vui, là tại vì bạn này là một bạn dì của một bạn học sinh khóa siêu âm tim thai. Thì bạn đó đi về, bạn đó làm cho dì bạn đó sau khi học xong, thì sau đó bạn đó chuyển lên cho mình thì mới phát hiện là em bé của dì là bị PIVS. Thì thất phải bệnh nhân nếu mà mình cắt mà không quen mắt á, thì mấy bạn siêu âm tim thai sẽ nhìn thấy là cái tim này bốn buồng bình thường. À, nhưng mà thật ra cái thất phải này nó rất là dày và nó cái đổ đầy tâm trương của nó rất là kém. Mặc dù là cái em quên bỏ cái hình động mạch phổi à, thì case này em tính được cơ là Z-score vòng van ba lá thì không có quá tệ, nó vẫn mở. À, nhưng mà tỷ lệ cái chiều cái vòng van hai lá trên ba lá không là 0.64, nhưng mà cái chiều dài của cái thất phải cho với thất trái á, thì nó chỉ là 0.29 thôi. À, nên xây này em cũng nghĩ là nó sẽ đi theo hướng hai một một thất nhiều hơn là hai thất. Thì bé này hình như can thiệp ở bên Nhi đồng thành phố tại bé đẻ ở Hùng Vương, em không có liên lạc được với cây này. Phase thứ tư là một case phát hiện lúc thai lúc 24 tuần. À, thì đây là một cái bốn buồng của một cái ca tim thai áp suy. À, mình sẽ thấy cái thất phải của nó không có giống như bình thường, nó dày. À, nhưng mà case này á, là có cái tiên lượng tốt hơn là vì cái động mạch phổi của bạn rất là khá. Thì case này thì hiện tại là em cũng đang kêu bệnh nhân tái khám, nhưng mà bệnh nhân thì tái khám ở tỉnh thì bệnh nhân quyết định là gần đẻ mới lên lại Sài Gòn. Thì theo em đánh giá thì case này cái tim cái vòng van ba lá của em là Z-score là trừ 0.8, tỷ lệ giữa hai vòng van là 0.69, chiều dài giữa hai thất là 0.51. Thì em cũng nghĩ là nửa nửa borderline á, cái nhũ của dạng mà của tiếp hai em cũng không có chắc, nhưng mà em vẫn tham vấn là tim gần như là hai thất có thể được. Case thứ năm là cái case mà mới vừa đẻ xong có đi khoảng 1 tháng thì sao nửa tháng. Thì đây là một case phát hiện lúc thai khoảng 39 tuần. Thì mới phát hiện được đây là một ca PIVS. Mình thấy cái thất phải của bệnh nhân không có quá tệ. Bắt đầu bệnh nhân này được phát hiện là nhờ cái hở van ba lá. Rồi, mình sẽ thấy không có cái flow lên động mạch phổi, sẽ thấy có flow ngược BDA quay ngược xuống. À, vậy cái ống động mạch thì mình sẽ thấy cái ống động mạch của nó là xanh chủ phổi. Vậy xoay này tính ra thì mọi thứ thì nó đều khá ổn hơn, cái vòng van ba lá nó cũng được, tỷ lệ giữa hai vòng van tốt và cái chiều dài của hai thất này cũng khá là tốt, thì case này chắc là hình siêu âm là sao xanh là bác sĩ Hải cũng sẽ có. Thì sau khi mà nghiên cứu thì em cũng thấy là đối những cái bone prognosis là những cái tiên lượng xấu nó sẽ nằm ở cái chỗ vòng van ba lá, cái chiều dài của cái thất phải chi thất phái và có hiện tại là có cái có tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải hay không, có bất thường ngoài tim kèm theo hay không, cũng như có bất thường nhiễm sắc thể hay không. Thì đây là một cái phần về siêu âm về can thiệp tim thai. Thì bây giờ mình cũng đưa ra cái can thiệp tim thai là mình sợ cái risk của nó, cái nguy cơ của nó hơn là nếu mà mình làm có lợi cho bệnh nhân hay không, có hại cho bệnh nhân hay không. Không, chưa chắc là có lợi nhưng mà sợ nhất là có hại. À, thành ra là đưa ra bao giờ nó cũng phải đem một cái cán cân là benefit và risk hết. Thì cái hiện tại là cái tai biến mà dành cho mẹ trong tim thai của các
trong cái can thiệp tim bào thai á, thì nó thật ra được báo cáo là không có nhiều. Thì bên can thiệp thai là mình sẽ đâm từ ở trong đi lên ở trong bào thai, thì sẽ có một cái ekip bên sản và bên nhi phối hợp, xin chiếu nhanh qua. Mình sẽ cố định tư thế bệnh nhân trong vòng khoảng 45 phút, và bên sản sẽ phụ trách là gây mê cho bệnh nhân và đặt ở một cái tư thế đẹp nhất. Rồi sau đó làm gần hết rồi xong, bác sĩ tim mạch đút với gai quại vô làm. Đó là theo hình dung của em là vậy thôi chứ chưa làm. Em biết rồi, em không có kiếm được hình cái tim phải. À, thì đây là những cái tổng kết của một cái can thiệp tim thai mới nhất của cái bên cái BIIBS. Trong này ông có 84 case, thì 26 case là không có can thiệp, 54 case là ông có can thiệp. Thì trong đó 54 case thì có 41 ca là thành công. Thì trong 41 ca thành công thì nếu mà dòm xuống đây thì sẽ có 27 case là đi theo hướng được tim hai thất. Thì tiếp mà so tỷ lệ 27 chia cho 41 này thì đây là một tỷ lệ khá khá hơn so với cái hàng kế bên là 15 với 4, và cũng khá hơn so với cái hạng này 12 với 4. Thì cái biến chứng của nó là 5 là 4 ca thai lưu. Thì đây là cái nghiên cứu mới nhất. Thì cái cuối cùng em muốn đưa ra đây là một cái ca ca rất là mới, em mới làm xong bữa thứ hai. Đây là hẹp phổi thôi, reticular PF. Thì cái hình phía trên là bệnh nhân lúc đó thai là thai 21 tuần, và hình phía dưới là thai 25 tuần. Là nó không chạy em cũng biết. Thì cái thất phải của bệnh nhân đó, rõ ràng là nó dày hơn sau một tháng theo dõi. Dạ mình có làm mà. Thì hiện tại là máu nó vẫn lên phổi, cái case này thì điển hình là của reticular BS thôi. Không có tràn dịch màng tim, chưa có dấu hiệu suy tim thai hay là chưa có tim thai gì hết, nhưng mà rõ ràng nhìn cái cảm quan là thấy cái thất phải của bệnh nhân đang ngày càng dày hơn. Cách nhau một tháng 4 tuần đúng, bệnh nhân này hiện tại thai 25 tuần. Cho em cái quyết định luôn nha, để em chuẩn bị bệnh. Hiện tại thì BABS vẫn là một cái challenging lesson, tại vì cái tiên lượng của nó rất là thay đổi. Cái thất phải sao xanh đó, nếu mà theo dõi mấy đứa áp xi lớn rồi đấy, có những ca mình nghĩ mới đầu nó là tim một thất, nhưng mà sau khi làm lên xong thì mình thấy thất nó phải nó phát triển, ồ sao đẹp quá, cái mình quay lại hướng tim hai thất. Nên nói chung đó là một cái thử thách rất lớn của trong cái siêu âm tim thai, khi mà phải quyết định giải thích cho bệnh nhân như thế nào luôn. Nên thật ra thì khi mà làm thì chỉ có khi nào mình nó quá rõ ràng là thể theo hướng tim một thất thì em mới giải thích theo hướng tim một thất. Chứ hầu hết em cũng khuyên bệnh nhân là tật này cũng nhiều khả năng chữa được, cố lên. Dạ thì can thiệp bào thai cũng là một cái lựa chọn, và cái strategy thì nó vẫn còn, mà mình phải đánh giá rất là kỹ để mình quyết định tiên lượng. Dạ em xin cảm ơn, mình có hơi lố giờ. Cảm ơn bác sĩ Cẩm Giang. Chắc bác sĩ Giang cứ đứng ở đấy còn nhiều, chắc là nhiều câu hỏi lắm ạ. Vâng, thứ nhất là tôi cũng xin bình luận một chút về phía ngoài Bắc Hà Nội, thì chúng tôi cũng thấy là với cái chẩn đoán của siêu âm trước sinh bây giờ thì sự phối hợp giữa sản và nhi đã khá tốt và chuẩn bị để đón bệnh nhân tốt hơn, và như vậy cái outcome cũng như tính chủ động của chúng ta thấy là nó tốt hơn. Nhưng một trong những cũng khó khăn ở ngoài Bắc là cái việc giải thích cho bệnh nhân. Ở ngoài Bắc thì những bệnh nhân này thì cũng có làm nhiễm sắc thể, cũng có hội đồng tư vấn, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ là có một trường hợp là ngày là cháu của một bác sĩ cũng lãnh đạo bệnh viện cũng chẩn đoán là một cái teo phổi ở tuần thứ 23, và cái thất thì nó cũng ở ở cái tiểu sản trung bình, nhưng gần như là mình thuyết phục cũng rất là khó.
và cuối cùng cũng rất là tiếc là cháu đấy sẽ bỏ bỏ. Đấy là cái tình trạng chung của Việt Nam mình bây giờ, tức là để mà thuyết phục người nhà để tuân thủ theo những cái đó thì đôi lúc là nó khá khó khăn. Thế thì thứ nhất là về cùng với, tức là chúng ta thấy là về cái outcome của các bệnh tim bẩm sinh thì trong thời gian vừa rồi thì cũng càng ngày, trong thời gian là càng ngày càng tốt hơn. Tôi cũng không phải là khoe của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng vì Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như Nhi Đồng 1 là hai đơn vị mà cũng tham gia hệ thống IQIC của thế giới, thì cái số liệu mà tổng kết của năm 2022 so với các trung tâm tim mạch của Mỹ và Bắc Mỹ, là đây gồm có các nước Mỹ và Canada, thì thấy là những cái kết quả phẫu thuật của chúng ta khá tốt. Ở đây thì thứ nhất là về mặt bệnh, về tính chất phức tạp thì chúng ta cũng không thua kém gì các trung tâm đó. Và thứ hai là về tỷ lệ tử vong thì chúng ta cũng ngang ngửa, thậm chí là thấp hơn. Thì đây là những cái mà cùng với thời gian thì tôi nghĩ rằng là cái hệ thống tim mạch của chúng ta càng ngày nó sẽ càng tốt lên, và một tín hiệu rất là đáng mừng. Và thì đây là cái có một số ý kiến của phía ngoài Bắc ạ. Thì xin ý kiến của các anh chị và bác sĩ Hào cùng các anh chị. Sự ra thì cái nhóm bệnh này thì tương đối là coi như là gây nhức đầu, như nói như bác sĩ Giang nói á, thì thông thường những cái ca mà theo hướng thắt dễ rồi, còn kiểu này nó lỡ không biết hướng nào thắt bắt rưỡi hay thế nào rất là khó. Thì trong quá trình mình làm thì thông thường thì mình trong cái line của mình đó thì đầu đều là can thiệp hết, để can thiệp bằng thông tim, rồi sau đó mình có hướng đi ở nhà như đồng một hướng đi. Thì trong những ca mình có rất là phức tạp, tuy nhiên ở đây mình đang ở cái mới cái bước chân, mới cái giai đoạn đầu tiên thôi, thì có thể mình sẽ sau cái phần mà bàn luận về xử trí tiếp theo nữa thì chắc bình thuận nhiều ha. Thì không biết là bác sĩ Giang, trong nhiều khi mà mình giải thích cho bệnh nhân á, thì thật sự ra khi mà mình giải thích cho bệnh nhân, nếu mà mình kể mà gọi là tiếp cận được bệnh nhân, mình nói là mình hỏi là mình giải thích cho bệnh từ đầu đến cuối thì rất là khó. Thì có một số tôi thấy có kinh nghiệm của tôi mà khi mà gọi là tiếp xúc với bệnh nhân đó, thì mình cứ câu đầu tiên á thì mình phải hỏi đầu tiên là cái tôn giáo của người ta. Thường thường tôn giáo quyết định quan trọng lắm. Nếu một số người á mà họ theo tôn giáo mà bên Thiên Chúa giáo thì không thể phá thai được, không thể tha được. Thành thử chắc chắn là mình chỉ nói vậy thôi. Còn một số người đó không theo đó thì mình sẽ nói, thì mình phải hỏi lại một số người là họ mong muốn con họ như thế nào. Nếu họ nói là con tôi chỉ là ra đời là phải bình thường, hoặc là mổ thì rất một lần thôi. Còn nếu trường hợp mà mổ thứ 3, 4, 5, 5 lần mà phải đeo theo hướng một thất như vậy thì không có, thì khi mình tiếp cận ngay từ đó thì rất là dễ dàng cho bệnh nhân hơn. Yeah. Không biết bác sĩ Tuyến có ý kiến gì không ạ? Cảm ơn. Tôi xin tham luận về cái bệnh không lỗ phân phổi vấn liên kết thất kính này, tại vì lúc mà thời điểm tôi mới vào viện tim á, cái đây 20 năm á, có làm một cái tổng kết với thầy Trung. Thì thời điểm đó chưa có can thiệp gì hết, cho nên là tổng kết xong thấy u ám lắm, tử vong chắc phải 80-90% là em bé mà coi như không có qua khỏi. Nhưng mà chứng kiến khi mà chúng ta bắt đầu thông tin can thiệp phát triển, rồi chẩn đoán trong bào thai chuẩn bị tốt, thì cái tiên lượng thấy nó cải thiện càng ngày càng rõ. Cái việc mà bác sĩ Giang đưa ra những cái thông số của các cái nghiên cứu về đó thì nó cũng giúp ích cho chúng ta trong cái việc tiên lượng sửa chữa một thất hay hai thất. Nhưng mà ở đây sao mình không có đề cập tới cái vấn đề mà hồi trước hay có quan tâm là coi thử cái thất phải nó có đủ các cái thành phần hay không. Cái đó cũng là một cái yếu tố, mặc dù nó phì đại, mình thấy nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó đủ thành phần cũng là một cái yếu tố để mình tiên lượng là em bé nó có thể hướng sửa chữa hai thất. Bởi vì cái bài của giáo sư Anderson đó, ông nói về cái phôi thai học cũng như diễn tiến, thì ông cũng có đề cập tới mình phải coi thử cái thất phải, nhất là cái phần phễu, mình coi nó có phát triển có tốt hay không để mình tiên lượng. Với lại nãy bác sĩ Bang cũng có tham luận là khi mà cái động mạch vành đó, thì mình phải phân biệt cái động mạch vành đó là phụ thuộc vào thất phải hay là nó dò vành. Tại vì nếu mà động mạch vành phụ thuộc vào thất phải thì lúc đó mình mới can thiệp theo hướng một thất. Còn nếu mà nó chỉ có dò vành đơn thuần thì mình phải cân nhắc, mình coi thử có thể can thiệp theo hai thất, chứ không phải là bắt mình phải phân biệt kỹ những cái tình huống như vậy ha. Thì đó là những cái ý kiến mà cho cái bệnh này là một cái bệnh mà chúng ta chẩn đoán trước trong bào thai thì nó sẽ giúp ích được cho trẻ sau sinh rất là nhiều,
và một cái tiến bộ của thông tin can thiệp ngày nay giúp ích cho trẻ rất là tốt. À, xin hết. Vâng, có lẽ là cảm ơn bác sĩ Giang. Vâng, sau đây xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Hải sẽ trình bày bài siêu âm đánh giá PIVS. Vâng.